Chào mọi người, hôm nay Kim Chi sẽ nói về hành củ và lợi ích của hành củ. Hành củ thì gồm hành củ bình thường của người Việt Nam và hành củ của người Na Uy. Và bên đây là hành Việt Nam. Mọi người nhìn nè. Cái này hồi trước mình chỉ có một củ thôi nha. Mà bây giờ nó tách ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 nhánh như thế này thì Kim Chi sẽ trồng và lấy củ. Cái này là hành củ Việt Nam chính gốc. Hành lúc nãy là hành của người Na Uy. Nó làm củ trên cái cây, trên cái ngọn bông. Còn cái này hành củ Việt Nam. Mình gieo có một củ thôi mà nó ra thành 11, 12 nhánh như thế này. Như vậy là mình bội thu rồi ha. Còn những cái cây cải này cũng là cải người Na Uy. Nó giống như cải làm dưa chua của mình. Này mình trồng năm ngói nhưng mà hạt nó gieo xuống cho nên nó rớt xuống. Nó tự lên. Và đây là tỏi của mình. Cách trồng tỏi thì tỏi mọi người cũng mua về rồi ngâm nước một đêm rồi tách tép ra rồi làm đất và bỏ xuống. Cái này mình gieo từ lúc hồi tháng 2. Bây giờ tỏi của mình chuẩn bị ra bông rồi. Thường thường thu hoạch thì tháng 9, tháng 10. Nở tỏi đó mọi người ha. Mọi người nhớ trồng tỏi thì phải làm đất cho nó ha. Và gieo sâu xuống một chút xíu. Tại vì tháng 2, tháng 1 thì còn lạnh, còn tuyết cho nên mọi người phải làm đất sâu xuống một chút, trồng nó sâu xuống một chút. Và nhớ làm cỏ nha mọi người. Quay lại cái hành củ này mình nhổ cho nó hết. Hành củ thì mình trồng cũng rất là dễ hơn mọi người. Trồng một củ thì ra thành 10, 12 củ. Mọi người nếu như mà không cắt lá ăn thì mọi người nên đỡ củ như thế này. Nếu mà mọi người cắt lá thì củ nó rất là nhỏ nha mọi người. Cái này mình không có cắt lá cho nên là cái củ nó to và nó ra 10, 12 củ. Cho nên mùa hè thì mình trồng, hình như hè là mình trồng được 2 tháng là mình có củ đó. Còn lá thì khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần lễ là nó cao, là mọi người có thể ăn được rồi. Mình sẽ nói về một loại hành của người Na Uy. Hành này nếu mà tiếng Việt á, thì mình gọi là hành bay. Tại vì một loại này nó rất là đặc biệt. Nó giống cái mùi vị rất giống như là mùi của hành của người Việt Nam mình. Nhưng mà nó không làm củ ở dưới đất mà nó làm củ ở trên cái nụ hoa trên cây. Cho nên là hành này nó rất là đặc biệt, người ta gọi là hành bay, hành củ nhưng mà hành củ bay. Nó không phải hành củ bình thường như người Việt của mình. Thì sau đây thì sau khi mình quay cái này xong thì mình sẽ qua hành đó thì mọi người sẽ dễ thấy. Cách trồng thì nó cũng rất là bình thường như hành củ của Việt Nam mình. Nhưng mà mình thì hay lấy gốc, lấy cắt khi mà nó ra bông rồi ra củ trên bông á. Thì mình lấy cái đó mình ngâm nước, sau đó mình dăm xuống. Thì mình nói về cái phần lợi ích của hành củ thì nó có rất nhiều lợi ích nha mọi người. Hành củ có lợi cho sức khỏe lắm. Ngoài là món gia vị quen thuộc cho bữa ăn người Việt Nam thì hành có rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Thứ nhất là ngăn ngừa sâu răng. Thứ hai là tăng cường hệ miễn dịch, điều trị bệnh về tim, kiểm soát tiểu đường, có tác dụng chống côn trùng, ngăn ngừa mắc bệnh ung thư, rồi mình giảm đau tai, giúp da đẹp hơn. Hoặc là những cái khi mà mình bị ho thì mình điều trị ho nè. Rồi nhưng mà về phần người nam hoặc người nữ thì có khi là tăng cường ham muốn tình dục nữa đó. Hoặc là điều trị thiếu máu nè, giảm đau dạ dày. Rồi có một cái loại nữa là cái gì điều trị chứng rối loạn nước tiểu nữa đó. Cho nên là gồm là rất nhiều lợi ích. Mọi người không biết chứ mọi người có thể là tìm hiểu thêm. Có rất nhiều lợi ích về vấn đề nếu mà mình vừa sử dụng hành củ nha mọi người. Trong bữa ăn bình thường của Kim Chi, trong gia đình của Kim Chi thì luôn luôn có hành củ. Cho nên là hành củ mình có thể tao, mình có thể ăn sống, mình có thể ăn với mì tôm, mình có thể xào với thịt bò.
mình có thể làm kim chi rất 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 là nhiều món khác nhau. Cho nên là hy vọng là các chị em cũng thích hành củ, nhưng mà nó có một cái là người ta nói là nó hơi hôi miệng thôi ha. Nhưng mà mình thì mình rất là thích ăn. Và đây là điều đặc biệt ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với lại mọi người là một loại hành bay, là hành củ của người Na Uy. Người Na Uy không còn mua hành củ của người Việt Nam mình, nhưng mà họ trồng loại hành như thế này. Mọi người thấy không? Đây là làm củ ở trên cái bông. Hành này kim chi được chị cho nên là kim chi trồng năm ngoái nó không ra bông. Năm nay bắt đầu ra bông và ra củ như thế này. Cái này thì nó mới ra củ được khoảng 1 tuần, cho nên mình không có thể mình hái để làm giống đâu. Mình đợi thêm 2 tuần, cái này mới ra bông ra nụ thôi nha mọi người. Mọi người thấy rất đặc biệt không? Rất rất là đặc biệt và rất là nhìn rất là xinh. Và mình không có nỡ ăn, nhưng mà mình cũng đã thử rồi, rất là thơm, y như không không khác gì là hành củ Việt Nam mình cả. Mọi người thấy không? Đây là một loại hành rất là đặc biệt. Mình nghĩ là mọi người, các chị em ở một số nước khác thì không có biết, nhưng mà Kim Chi giới thiệu ngày hôm nay thì các chị em có thể tìm giống mua trên mạng. Và đây là Kim Chi đợi 2 tuần sau Kim Chi ra vườn và củ nó đã tròn rồi. Như thế này, mình thấy nó đã già rồi, nó ra màu tím nha mọi người. Lúc nãy thì nó hơi, cái video mình quay là tuần vừa rồi thì nó hơi màu xanh, bây giờ nó hơi ngã ra màu tím, gần giống như là hành tím của Việt Nam. Cái màu nó rất là gần giống. Và đây mình sẽ cắt cái khúc cái bông như thế này. Mình tách nó ra và mình ngâm trong nước khoảng 1 ngày. Sau đó mình làm đất và mình trồng. Nhưng mà mọi người nên nhớ là khi mình trồng trồng sâu xuống một chút xíu, tại vì nó sống qua mùa đông và sang năm sau thì nó mới cho mình cái bông và cái củ như thế này. Tại vì cái này mình trồng 1 năm trước và thì năm nay nó cho mình tức là 1 năm rưỡi, 1 năm. Cho nên mọi người chú ý ha. Nếu mà năm đầu tiên nó không cho thì không cho củ thì mọi người cứ đợi. Loại hành này nó rất là đặc biệt, cho nên là nhìn nó rất là xinh. Khi mà ra bông như thế này mình không có nỡ ăn, cho nên là mình rất là thường xuyên ra vườn là mình ngắm nó. Nếu như mà mọi người mà ở Na Uy á thì mọi người search trên Google là lướt lướt, nó giống như là hành trên không, hành củ trên không á, nếu mà nghĩ Việt Nam. Còn nếu như ở Na Uy thì mọi người search cái từ lướt lướt, thì một số nhà vườn của người Na Uy thì họ có, cho nên họ có thể cho và họ có thể bán trên mạng rất là nhiều. Cái này thì mình được người chị cho nên là mình trồng có vài củ thôi, mà bây giờ mình sẽ lấy những cái củ và mình dăm ra, nhân giống nó ra. Mình rất là thích nấu ăn, cho nên là hành củ hoặc là hành thì luôn luôn có trong nhà của mình. Hành tỏi mùa hè thì mình rất là thích trồng, cho nên hy vọng là chị em có thể, sau cái video của Kim Chi quay cái này thì chị em có thể search tìm trên mạng, hoặc chị em có thể comment thôi thì mình sẽ chỉ thêm mà mua ở đâu và như thế nào cách trồng nếu mọi người không có rõ lắm. Hy vọng là mọi người có thể tìm thấy ở Na Uy hoặc là một số nước khác như Nhật hoặc là Phần Lan, Thụy Điển. Mình chỉ mới biết năm ngoái thôi, cho nên là mình cũng không có làm cái video để chỉ cho mọi người. Hôm nay thì sẵn nó ra bông và nó ra củ để mình cắt, để mình dăm xuống, cho nên mình chỉ mọi người, hoặc là mọi người có thể hỏi thăm bạn bè hoặc là vườn của người bạn của mình có loại hành này hay không. Như vậy là hôm nay Kim Chi chỉ nói tác dụng về cái loại hành củ và cái cách trồng hành củ của người Việt Nam, và một loại hành đặc biệt của người Na Uy rất giống hành củ của người Việt Nam nhưng mà nó cho ra củ ở trên bông. Thì hôm nay Kim Chi chỉ nói như vậy thôi. Hẹn gặp lại các chị em trong video tiếp theo.